Các bạn thân mến, hôm nay chúng mình sẽ vào bài 4 của chương trình luyện chữ, đó là nhóm nét cong hở. Nhóm nét cong hở của chúng ta gồm có các con chữ, đó là chữ C, S, E và E. Ngoài ra, các bạn sẽ được thực hiện cái quy tắc nối giữa các nhóm chữ và viết một số từ ngữ ứng dụng. Xin mời các bạn quan sát nhé. Đầu tiên trong cái nhóm này đó là chữ cờ. Chữ cờ sẽ được viết như sau. Đây là chữ cờ. Cao 1 ô ly. Rộng 3/4. Đối với chữ cờ này thì các bạn quan sát này. Đây là 3/4. Tuy nhiên thì cái phần trên này, chỗ này là 1/2. Phần trên này nó sẽ nằm phần giữa của 3/4 với 1/2. Đây. Rồi bên trên nhỏ hơn bên dưới. Ngược lại với cả nét cong hở phải, chúng ta có nét cong hở trái trong chữ sờ như sau. Khi viết hai cái chữ này thì các bạn lưu ý là cái điểm dừng bút này nó sẽ là 1/4 này. Đây cũng vậy. Thế thì cái chữ sờ này thì đòi hỏi phải có sự đối xứng giữa hai nét cong hở trái và cong hở phải. Để chúng ta viết cho thật đẹp, cái chữ sờ này nó cần đòi hỏi có sự đối xứng. Vậy thì muốn viết được cái chữ sờ đẹp thì các bạn sẽ luyện tách rời cái nét cong hở trái này trước, rồi mới lắp vào để chúng ta được một chữ sờ hoàn chỉnh, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta còn đến chữ tiếp theo, đó là chữ E. Cái chữ E thì nó tương đối giống với lại chữ cờ, tức là lưng, yêu cầu kỹ thuật của nó lưng cũng rất là cong. Cong và đây là 1/2 của ô. Và cái phần dưới này nó cũng là 3/4 này. Cao 1, rộng 3/4. Thì cái chỗ này, đây, nó sẽ rộng hơn 1/2 nhưng lại chưa đến 3/4. Và chữ E. Và cái điểm đặt bút này nó là 1/4. Đấy, điểm đặt bút này này, cao từ đây lên là 1/4. Tương tự, chúng ta chỉ việc thêm mũ để được chữ E, đúng không ạ? Đó. Thì các bạn lưu ý là chữ E chúng ta phải viết cong lưng. Có một số trường hợp mà các bạn hay mắc phải cái lỗi sai. Thứ nhất là cái chữ E các bạn không cong lưng. Không cong nhé. Cái việc không cong lưng ấy. Đây, không cong lưng là các bạn sẽ viết thẳng như thế này. Và nó chẳng khác gì một chữ L thu nhỏ cả. Đúng không ạ? Thì đây là một cái lỗi sai rất là phổ biến. Các bạn lưu ý là phải cong lưng như của chữ cờ. Thế luyện được chữ cờ, chữ sờ rồi thì đến chữ E thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái quy tắc cộng nét giữa các nhóm như sau. Thứ nhất này, ví dụ chữ cờ đối với chữ O. Thế đây là hết chữ cờ, nhưng mà để nối với chữ O chúng ta sẽ đưa tiếp thêm một phần cờ này cộng với 1/4 này. Và cộng tiếp với O. Đây. Cong á. Nhóm cong á. Mình viết ra đây cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. C này. Thế đây là hết của chữ C. Thì thêm chỗ này là 1/4. 1/4 nữa. Rồi chúng ta thêm bên hết cong. Chúng ta nối như vậy. Thế còn C. Vẫn là quy tắc như vậy nhé. Cờ này. 1/4 này. Rồi đi vào mấy chữ U chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thêm 1/4. Cái chỗ này là của chữ U rồi. Đúng không? Đây là hết này. Đó. 1/4.
cờ này cộng 1/4 cộng với cả hất, đúng không? Thì chúng ta nối như vậy. Thế đối với cái nhóm này thì các bạn sẽ viết cho mình những cái từ ngữ, những cái chữ ứng dụng như sau. Ví dụ như là con, cóc. Cóc. Con và cóc cách nhau 3/4 của ô ly. Thì mình sẽ phân tích cho các bạn như sau. Đây, cờ với O này là 1/4 này. O với N là 1/2. N với cờ tức là 3/4 ô ly bằng con chữ O đấy. Còn đây là cờ với O cũng là 1/4. O với cờ này cũng là 1/4. Như vậy là khi chúng ta nối là nối O với cờ, chúng ta sẽ được độ khoảng cách của nó là 1/4. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng những cái từ ngữ ứng dụng khác. Ví dụ như là mùa xuân. Đây, mùa xuân. Mùa xuân. Từ chữ mùa sang chữ xuân này là cách nhau 3/4 ô ly. Tức là khi các bạn viết á thì các bạn cần phải dùng cái đầu của chúng ta. Chúng ta tính trước. M với U là 3/4 ô. U với A là 1/2 ô. Khoảng cách giữa hai tiếng đây, từ đây này đến đây này 3/4 ô. U sờ với U, thực chất đến đây là hết chữ sờ này, thêm 1/4 và đến chữ U là 1/2 ô. U với ớ là 1/2 ô. Và ớ với N là 1 ô. Nếu các bạn viết thì các bạn cũng sẽ khoảng cách nó như vậy. Thì chúng ta cũng viết như thế. Tiếp theo là một cái chữ ứng dụng nữa trong cái nhóm này. Là các bạn có thể viết như sau. Ví dụ các bạn viết từ thác nước. À, cái nhóm cái chữ hờ nét cong à nét khuyết chúng ta chưa học thì chúng ta không viết cái chữ này, chúng ta sẽ viết là cái chữ ví dụ như là cái xe. Sờ với E này. Đó, khi nối đó. Thì sờ với E khi nối này thì nó cũng 1/4 thôi. Nó đến cái thân chữ E rồi. Và khi nối với chữ E thì các bạn lưu ý là chúng ta viết làm sao mà cho chúng ta đưa mở rộng tay ra để chúng ta viết chữ E vào đây cho nó đẹp. Đó. Cờ với A là 1/4. A với Y là 3/4. Hai chữ ghi tiếng, hai tiếng cách nhau là 3/4. Sờ với E là cách nhau có 1/4 thôi. Đến đây là hết của chữ sờ này.
Đấy, và thêm một phần tư nữa chúng ta đến của chữ E thôi. Thì chúng ta có thêm một phần tư nữa là khoảng cách giữa hai chữ S và chữ E. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Đến đây là hết nội dung của bài tập số 4 rồi. Chúc các bạn viết đẹp và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.